họa sĩ muốn trút ra hết cái tâm sự của mình, nhưng mà thật sự ra là cũng chẳng có hết được bao nhiêu. Phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, thường chỉ được nhìn ngắm tự do qua khung cửa, mà hiếm khi có được tự do thực sự. Vẽ đó ra thì giống tôi, một phần là giống như là một cái sự giải tỏa, một cái sự giải quyết, một cái sự phán xét của mình đối với nó. Nghệ thuật đối với tôi tự nhiên như là thân thể, nghĩa là nó bao gồm cả cảm xúc và từng những cái cử động, nó hòa quyện vào nhau. Nghệ thuật là phương cách tôi chọn để xây dựng và rèn luyện tư tưởng